Chào mừng các bạn đến video kế tiếp của mình nha. Bữa nay mình sẽ vào cái trò tiến lên để mình kiếm tiền mới được. Quýnh lá 50k nữa. Liều ăn nhiều các bạn. Đó, nãy giờ mới có phòng nha. Chơi cái này mình sợ nhất là ăn trắng thôi. Nếu mà không có ăn trắng thì quýnh rất là khó hô nha. À, ăn con ba, ăn con đầm mà. Cha nội kiểu bài ghê hả? Chơi luôn, sợ ai? Có xì không em trai? Đó, con 10 nó không ăn đâu. Nó ăn con lớn lên. Trời bài kia xì nhiều quá. Giỡn, giỡn mặt như bên đây. Nín. 5 cây khó kiếm rồi nha. Chơi mà sợ. Chạy lá các bạn. Lá nào đã lá đó nha. Còn hai lá hô 200 ván sau tính tiếp nha các bạn. Trời ơi, vậy cũng có thôi, hô lá thôi, hô 100.000 được rồi. Ừ, còn dài trên nha. Trời ơi, biết nay để ba cây để tới rồi. Con kia nó chưa chắc nó trên con 8 mình nha. À, nó còn đôi 4. À, nói chung là dáng đầu tiên hồi về khá đẹp rồi. Đôi 8, đôi 9, đôi 10. Ba đại học luôn. Có lý. Mà quan trọng nó cho nó có nhảy cóc hay không thôi. Cóc đi em trai. Bà được căng thế. Ủa, nó còn ba lá mà sợ gì nữa. Trời đất ơi. Số gì mà đen thế? Trời, hô hết 1,3 triệu luôn các bạn. Thôi 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 Trời, sao bị ba đã không chặt liên tục vậy trời. Gọi là đúng cay đắng cuộc đời luôn á. Ăn lớn là đại ca ơi. Đó, hà ăn vậy. Tới cái bài chút đỉnh gỡ vốn mới được. Đó, tới nhất mà đến nỗi mà còn bị lỗ luôn á. Nói chung là bài sau quá phải quýnh cấp thôi. Ăn chín đi.
Mình chưa có đôi dài vậy cũng dễ gì ha. Ừ, ăn được con năm này nó khá ngon à. Già lấy gì có mà ăn, biết ngay mà. Già mà không có ăn là xong. Nói chung là cái bảy mười mấy lá lợi nha các bạn. Nói chung là gỡ lại chung đỉnh thì trên thôi. Thôi bây giờ mình kết thúc tại đây nha.